Ngày hôm nay, thông tin từ đồn biên phòng Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, để chủ động ứng phó với cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, bên cạnh kêu gọi sắp xếp tàu thuyền vào khu neo đậu tránh trú, đơn vị hiện cũng đã hoàn tất công tác di rời người dân đến nơi ở an toàn. Tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã có gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Gió lớn kèm theo sóng biển đang uy hiếp đến nhiều nhà dân tại khu thôn bãi làng Bãi Hương. Để bảo đảm an toàn, đồn biên phòng Cù Lao Chàm phối hợp với chính quyền địa phương đã sơ tán 96 hộ dân với 176 nhân khẩu ở trên địa bàn xã theo hình thức sen ghép và về điểm tập trung của xã Tân Hiệp. Tất cả đều tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19. Hiện có 194 tàu thuyền đã vào âu thuyền Cù Lao Chàm tránh trú bão an toàn. Từ trưa nay, tỉnh Phú Yên đã có mưa to, sóng biển dữ dội. Địa phương này đã cảnh báo tới toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè, sẵn sàng ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Đến chiều nay, tỉnh Phú Yên có 118 tàu cá với 628 lao động đang còn hoạt động trên biển, khu vực quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông. Tất cả tàu thuyền đều nhận được thông tin về diễn biến của cơn bão số 9, chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Các địa phương ven biển của tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức sơ tán gần 4.000 dân trên lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản vào bờ, đồng thời khẩn trương triển khai ứng phó với mưa lớn, gây ngập sâu, chia cắt, sạt lở đất, lũ ống và lũ quét.